Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Ngày 31 tháng 10 là ngày lễ Halloween ở bên nước Mỹ, trước khi có ngày lễ cầu cho các linh hồn ở bên Thiên Chúa Giáo và lễ các thánh. Nên hôm nay ở bên Mỹ họ tổ chức ngày quái dị, ăn mặc những đồ trang phục quỷ quái, vì tin rằng đây là những giây phút mà những người trước khi được siêu thoát thì còn vương vấn đủ thứ hết. Đó là tập tục của bên Tây Phương. Nhưng bây giờ họ tổ chức cũng vui lắm. Nhất là tôi nhớ hồi còn nhỏ, ngày Halloween này cũng vui lắm. Đi trick or treat. Trick là lừa gạt, hoặc là treat. Ý nói là chủ nhà đó, một là cho chúng tôi hay là bị gạt, cho đây cho kẹo, cho gì đó. Hồi xưa thì vui lắm, chứ bây giờ thì không có vui như xưa nữa. Giờ thì có những người còn quỷ quái hơn. Họ bỏ trong kẹo nào là bọc kim hoặc là gì đó, cho nên nhiều cha mẹ lo ngại, không dám dẫn các con đi xin trick or treat nữa. Và đám trẻ mà loay choay khoảng chừng mười mấy tuổi á, rất là nghịch như thời xưa của tôi thì cũng rất cẩn thận rồi. Rất cẩn thận vì trick or treat bây giờ cũng đã biến thái. Thưa quý khán giả, sắp sửa còn vài ngày nữa thôi là tới ngày bầu cử chính thức. Ngày bầu cử chính thức tức là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 11. Và bầu cử sớm kết thúc vào ngày 1 tháng 11, tức là ngày mai. Thế bây giờ đó, các con số phải nói rằng là chạy đua rất là xích sao lắm. Không. Và vì xích sao như vậy nên phải nói rằng là những chiêu thức cuối cùng cũng đang được tung ra. Chúng ta nhớ mới đây cựu Tổng thống Donald Trump có một buổi vận động tranh cử ở tại New York City, ở tại Madison Square, khoảng chừng 20.000 người đến tham dự. Trong buổi tranh cử đó thì ban tổ chức có mời một nhóm nghệ sĩ lên kể chuyện diễu. Kể chuyện diễu thì cái nhóm nghệ sĩ có một người nói về câu chuyện người Puerto Rico. Nói là đó là cái đảo bồng bềnh rác rưởi. A floating garbage island. Diễu như thế. Quý khán thính giả cũng đã biết Puerto Rico là thuộc địa của Mỹ. Hồi xưa đó, khi mà chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thua thì Tây Ban Nha nhượng Puerto Rico cũng như là nhượng luôn cả Philippines đó, cho Mỹ, và Puerto Rico là thuộc địa của Mỹ. Philippines cũng là thuộc địa của Mỹ. Nhưng Mỹ đã trả độc lập cho Philippines sau đệ nhị thế chiến. Còn Puerto Rico thì chưa. Người dân Puerto Rico là công dân của Mỹ. Nhưng Puerto Rico không được bỏ phiếu. Người dân ở Puerto Rico không được bỏ phiếu. Dân Puerto Rico nếu mà đi vào đất liền thì họ lại được bỏ phiếu. Vì họ là công dân Mỹ mà. Nên họ có quyền bỏ phiếu ở những nơi ở trong đất liền. Thí dụ như là ở tại Pennsylvania là có đông người dân gốc Puerto Rico. Quý khán thính giả có thể có thắc mắc chữ Puerto Rico. Puerto Rico nghĩa là cảng giàu có. Puerto là cảng, là cổng.
Rico là rich, là giàu có. Hồi xưa đó, khi mà Tây Ban Nha đến Puerto Rico, họ trồng mía nơi đây. Họ trồng nhiều mía lắm. Bởi vậy nên Puerto Rico xuất cảng đường mía, rồi họ làm rum vân vân. Nên hồi xưa đó, đây là một nơi trù phú. Puerto Rico tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cảng trù phú, cảng giàu có. Nhưng Puerto Rico cũng gặp rất là nhiều bão. Trước khi mà bão đánh vào đất liền của Mỹ thì thường thường đi ngang qua Puerto Rico. Nên nhiều người dân Puerto Rico, họ bỏ Puerto Rico, họ đi vào đất liền, họ sinh sống. Họ sinh sống ở những tiểu bang bây giờ như là Florida này, như là Pennsylvania này, như là North Carolina này. Nên khi mà người diễn viên á, kể chuyện hài này nọ đó, gọi người, nên khi mà người diễn viên á, lên kể chuyện hài, gọi đảo Puerto Rico là a floating garbage island, là một đảo bồng bềnh toàn rác thôi, thì người dân Puerto Rico họ giận lắm. Những người mà gốc Puerto Rico giận lắm. Nên họ quyết ăn thua đủ với ủy ban tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Họ gọi nhau, ơi ơi, chúng ta hãy đi bỏ phiếu. Chưa đi bỏ phiếu bao giờ thì cũng hãy đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu chống lại cựu tổng thống Trump, ủng hộ cho bà Kamala Harris. Vì đây là xúc phạm đến đảo Puerto Rico của chúng ta. Điều này làm cho cựu tổng thống Donald Trump rung, ông rung thiệt. Vì cuộc tranh cử quá xích sao mà những người Puerto Rico đó mà họ vận động như thế ở những tiểu bang chiến địa như North Carolina, Pennsylvania, chỉ cần chênh lệch nhau khoảng chừng mười mấy 20.000 phiếu thì thua ở tiểu bang đó. Nên cựu tổng thống Donald Trump được ông Sean Hannity, là một bình luận gia rất nổi của đài Fox, mời ông lên đài Fox hỏi ông. Ông có bao giờ chủ trương gì đó với Puerto Rico hay không? Cựu tổng thống Donald Trump đương nhiên bây giờ nói rằng tôi lúc nào cũng rất là thích Puerto Rico. Khi mà Puerto Rico gặp bão, thời kỳ tôi làm tổng thống, tôi ngay lập tức đã yêu cầu FEMA gửi cứu trợ cho Puerto Rico. Puerto Rico là một phần đất của nước Mỹ. Đối với tôi rất trân trọng trong quả tim của tôi. Phải nói như thế ngay chứ, kẻo không là bị những người Puerto Rico ở trong đất liền họ giận quá mà. Thế ông Sean Hannity hỏi, vậy hôm nọ đó, ở tại Madison Square đó, tại sao lại có nghệ sĩ lên kể chuyện mà gọi đảo Puerto Rico là một floating garbage island? Cựu tổng thống Donald Trump nói, ôi tôi đâu có biết ông đó là ai. I don't know who he is. Tôi không biết ông đó là ai. Rồi cựu tổng thống Donald Trump nói, họ đây tức là ban tổ chức á. Nhiều khi ban tổ chức ấy không có kiểm soát không. Họ đưa ông ấy lên, ông kể cho tôi không biết ông ấy là ai. Tôi không biết ông ấy là ai. Tôi đâu có dạy gì mà nói những cái lời như vậy. Tôi không có đồng ý. Tôi không có đồng ý lời nói như thế. Vì đảo Puerto Rico là phần đất của chúng ta. Mà khi tôi làm tổng thống, tôi đã nói đây là một đảo trù phú. Chúng ta phải yểm trợ cho Puerto Rico. Nên tôi không có đồng ý những gì mà nghệ sĩ đó nói. Những gì mà nghệ sĩ đó diễu nó không có trúng. Nhưng tôi bị họa. Tôi bị họa. Tôi không có đồng ý và tôi cũng thành thật xin lỗi những người dân Puerto Rico.
ông phải xoa dịu sự căm tức của người gốc Puerto Rico nay đang sinh sống ở những tiểu bang trong nước Mỹ như là North Carolina, như là Pennsylvania. Vì nếu mà thua một suýt sao như thế ở tại Pennsylvania, ở tại North Carolina thì rất là uổng công. Chúng ta biết cộng đồng người Việt Nam đông đảo ở California, đông đảo ở Texas, nhưng những tiểu bang đó không phải là những tiểu bang chiến địa. Người Việt Nam cũng có một số sinh sống ở Pennsylvania, như là ở Philadelphia. Hồi xưa khi tôi mới qua Mỹ thì tôi ở Reading. Rồi cũng có một số người ở tại thủ phủ Harrisburg, rồi Pittsburgh. Nhưng con số đó của Việt Nam rất là nhỏ. Nếu là cử tri đi bầu, giỏi lắm chắc khoảng chừng 5 cho tới 10 ngàn người mà thôi. Nên con số của Việt Nam tuy nhỏ đó cũng có thể có một vai trò quan trọng nếu mà phiếu của người Việt Nam bỏ một block, tức là bỏ nguyên một khối á, thì làm cán cân chênh lệch ở Pennsylvania. Điều này á, là cả hai đảng đều có thể nhắm tới, nhưng rất tiếc người Việt Nam chưa có sự đoàn kết đó để bỏ cả một block ở Pennsylvania. Người Việt Nam cũng có sinh sống ở tại North Carolina, nhưng con số đó rất nhỏ, chưa ảnh hưởng bao nhiêu hết. Ở Michigan, người Việt Nam cũng khá đông, nhất là ở Detroit và cái khu vực chế tạo mấy xe Ford gì ở đó, như Grand Rapids, v.v. Nếu mà người Việt Nam mà bỏ phiếu một block như Pennsylvania, thì kỳ này tiếng nói của cộng đồng Việt Nam mới mạnh được. Nhưng như tôi nói, Việt Nam chưa có sự lãnh đạo để mà có một khối đoàn kết như thế. Khó lắm. Bây giờ, những người dân gốc Puerto Rico họ kêu gọi bỏ phiếu thành một khối, làm cho cựu Tổng thống Donald Trump xanh mặt như thế đó. Gốc Puerto Rico mà bỏ một khối thì có thể mười mấy hai chục ngàn phiếu có thể thay đổi cả cục diện ở Pennsylvania. Đó là câu chuyện xảy ra bên phía của cựu Tổng thống Donald Trump. Thế sau khi mà có câu chuyện một nghệ sĩ lên trên bục kể chuyện diễu mà chọc giận người dân gốc Puerto Rico như thế đó, gọi đảo Puerto Rico là a floating garbage island, thì bên phía đảng Dân Chủ sử dụng đây là một cái gì đó để tấn công bên phía ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Họ nói rằng bên phía của cựu Tổng thống Donald Trump toàn là những người kỳ thị này, những người kỳ thị giới tính này, kỳ thị này nọ này, và kỳ thị luôn cả những người như những người ở Puerto Rico. Và họ nói đây là những người tồi tệ lắm. Rồi đây lại là một cái chuyện sơ hở của đương kim Tổng thống Joseph Biden. Ông lên ông nói như vậy nè: tôi đâu có thấy một đảo bồng bềnh rác rưởi. Tôi không thấy một đảo bồng bềnh rác rưởi. Mà tôi thấy những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump mới là rác rưởi. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump mới là rác rưởi. Đấu tranh chính trị mà, chỉ sơ hở một chút thôi thì ôi dồi ôi, ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump liền lập tức phản pháo liền. Thấy chưa? Bên phía đảng Dân Chủ, bên phía của bà Kamala Harris, của ông Joe Biden, nói rằng những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là những người rác rưởi. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gồm có những người đạo đức, những mục sư nè, những tỷ phú nè, những học sinh nè, những nghệ sĩ mà họ nêu lên nè, những chính khách nè,
những người này người nọ nè, mà phía đảng Dân Chủ thì gọi đây là rác rưởi, còn gì nữa. Họ mới chính là những người kỳ thị hơn ai hết, mà họ không hiểu như thế. Quý khán giả biết là bên phía ủy ban tranh cử cựu tổng thống Donald Trump làm ầm lên chuyện này trên truyền thông, thì tòa Nhà Trắng, ông Andrew Bates đại diện cho tòa Nhà Trắng lên nói: không, ý của tổng thống Joseph Biden đâu có nói là những người như đó là những người rác rưởi đâu. Ý của tổng thống Joseph Biden là những người phát biểu như cái anh chàng hài đó đó, gọi đảo Puerto Rico là một floating garbage island, là một đảo bồng bềnh rác rưởi đó, thì phải hiểu như thế, chứ không thể nào mà hiểu là tất cả. Đừng có lấy một tiểu tiết rồi phóng ra thành là đại diện cho tổng thể, không có đúng đâu. Quý khán giả biết ông Andrew Bates, ông nói như vậy là đúng đó. Ai cũng hiểu, tổng thống Joseph Biden ám chỉ những người cực đoan như là một nghệ sĩ hài đó. Đã nói như thế thì không được, nhưng chỉ gọi là lỡ lời thôi chút thôi. Chính trị mà, nên đã bị tấn công như thế. Lấy điểm nhỏ thổi phồng ra đại diện cho cả một tập thể. Ấy vậy mà chiêu bài này cũng ăn khách lắm. Bên phía của đảng Dân Chủ, tổng thống Joseph Biden và bà Kamala Harris cũng lo đỡ đòn cái vụ này cũng hết thời giờ rồi. Vậy thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là bầu cử chính thức. Cuộc đấu đá phải nói rằng là từng lời ăn tiếng nói xích sao như vậy cũng mang ra soi tới nơi tới chốn. Tôi xin gửi đến quý khán giả thông tin đó và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.